Dạ, mới chào cô bác chị đã quay lại kênh của em. Thì chiều hôm nay em có mặt tại chùa Cho Tôn Chắc hay cô bác chị, để em cập nhật cũng như là gửi đến cô bác anh chị là lễ kết giới Sima ha. Và buổi chiều lên đèn cũng rất là đẹp luôn này. Ở trước màn hình của bác chị là đường về Bạc Liêu Cà Mau hết cô bác chị. Thì bên đây là đường về đường vô thành phố Sóc Trăng nè. Thì lễ hội kết giới Sima chùa Cho Tôn Chắc phường 10 thành phố Sóc Trăng là được diễn ra vào ngày 14, 15, 16 hay cô bác chị tháng giêng tới. Thì em mời cô bác chị cùng em đồng hành vào trong khuôn viên chùa. Đây là bà con cô bác tới đây cũng buôn bán rất là nhiều rồi, cũng như là để những các Phật tử và các bà con cô bác đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chùa và ngồi uống nước luôn. Thì trước trước màn hình của bác chị là lán trại của chùa Phô Thi Sa Ram phường 7 ha. Cái đó là cái lán trại đang được cắt lên đó. Thì được biết là hiện giờ là tổng cộng là 5 cái lán trại. Cái lán trại màu xanh trước màn hình của bác chị là lán trại của chùa Cho Tôn Chắc phường 10. Thì trước màn hình của bác chị là lán trại của chùa Phô Thi Sa Ram phường 7 luôn ha cô bác chị. Thì được biết là 5 lán trại đó là chùa Đai Tài Xuất, chùa Tôm Núp, chùa Phú Tức và chùa Phô Thi Sa Ram và chùa Cho Tôn Chắc ha. Thì lán trại bên đây cũng sắp sửa cắt rồi nhưng mà không biết lán trại của ai. Buổi chiều rất là xuống. Bên đây cũng cắt thêm một cái lán trại nữa ha. Đây, các bà con của bác Phật tử đến đây cũng như để lập công quả quét dọn sang chùa ha. Cũng gần tới cái chiếc Sima cho ngôi chánh điện cũng như là đường ấy sạch sẽ. Đây là cũng có lán chạy luôn nhưng mà chưa biết lán chạy của đại diện cho chùa nào hết cô bác chị. Đây là các lán chạy. Thì bà con của bác tới đây cũng buôn bán cũng rất là đông rồi. Đây buôn bán cũng rất là đông rồi hả các bác. Gần tới ngày lễ hội thì rất là đông đúc bà con đến đây luôn. Với ngay dịp Tết đó cô anh chị. Ăn bún nước lèo, nước mía, gỏi cuốn, gỏi đu đủ gì có hết. Thank you.
bán nhang, bán gì à. Sân chùa rất là sạch sẽ và thoáng mát luôn. Ở nhà này không biết có bị dính bản quyền không, nhưng mà có bác chị thông cảm đó. Ở đây vui đồ giỡn với nhau. Đây là trong khu chánh điện. Rồi, có tiền trong đây là có thầy Phật, mấy Phật tử lại đây thì thường thường để tiền vô cũng như cầu bình an cho gia đình ha. Chào cô, mỗi ngày luôn hả cô ha. Thì đây là ở trên chánh điện mà ở ngoài hành lang lan can ấy cô bác chị, thì chúng ta dòm xuống nè, đó. À, không gian rất là rộng luôn. Đó, buôn bán ở dưới. Nước mềm quá trời bán rồi cũng mất đỏ. Thank you.
này cũng đang chuẩn bị thâu rồi cháy ha. Thì chùa cũng gần tới ngày lễ kết trái Sê-ma ha các bác.